口心事没停止喧哗，本是逍遥自在一生，他却在心上落痕，怎奈爱越陷越深，携手一路奔红尘。桥里的女儿家出爱情春梅的年华，风摇晃枝桠，芳心已萌芽，怎么参得透缘分，爱他深邃的眼神，画下一圈圈年轮，长相厮守心上17。我亲自动手，ta tự mình ra tay. Đừng đừng, đừng đừng, Bân Nhi, Bân Nhi, con bỏ xuống, bỏ xuống. Hôm nay nếu như đánh chết bà ta, công phu của chúng ta há chẳng phải mang tiếng xấu, bất nhân bảo tàng sao? Phu nhân nói đúng lắm. Con không cần đóng kịch trước mắt hai chúng ta nữa. Hả? Con biết rõ chúng ta không phải người lòng dạ ác độc. Hai mẹ con bọn họ mặc dù to gan tày trời, nhưng cũng chưa tới mức chết. Con tưởng hai chúng ta sẽ đánh chết họ sao? Con biết sai rồi. Con cũng biết rõ chuyện này không phải việc nhỏ. Phụ thân mẫu thân đang cơn nóng giận mới bắt đắc dĩ đưa ra hạ sách này. Nhạc mẫu đắc tội rồi, người chịu uất ức rồi. Con rể, phụ thân mẫu thân, thân thế của Hồng Hy nhược, con đã biết từ sớm. Con lo cha mẹ không chịu tiếp nhận thân thế của cô ấy, bất đắc dĩ mới ép cô ấy phải nói dối, còn thay cô ấy bị thân phận con gái tri huyện Giang Ninh. Lần này nhạc mẫu đột nhiên được mời tới phủ, chúng con hoàn toàn không có chuẩn bị, mới ép nhạc mẫu cùng nói dối. So với việc nói chuyện này do nhạc mẫu, chẳng bằng nói là bắt nguồn từ chính con, là con nhất định muốn lấy Hồng Hy Nhược làm thê tử mới tạo thành hậu quả như hôm nay. Phụ thân mẫu thân, nếu như muốn trách phạt thì xin phạt con. Con muốn ta phải làm sao với con? Cô phụ cô mẫu, chuyện này vốn không đánh lượt như Nhi nói, nhưng như Nhi thấy biểu ca là người nhân hậu, mặc dù bị mẹ con họ lừa gạt tới vậy, nhưng vẫn nói giúp cho hai người. Như Nhi nhìn thấy thực sự không đành lòng. Nếu như cứ bỏ qua cho hai mẹ con bọn họ như vậy, biểu ca chẳng phải mặc được thay điều khiển sao? Biểu ca là nhân vật thế nào, cô phụ cô mẫu coi trọng thế nào, tội nặng như thế sao có thể xử nhẹ? Vậy ý của biểu muội nên xử lý thế nào? Trời cao có đức hiếu sinh, tội chết có thể miễn, nhưng ít nhất cũng phải đem hai người họ đi lưu đày. Đời này không được bước vào thành dân giao. Muội luôn miệng nói trời cao có đức hiếu sinh, đi đày một người già và một thai phụ, có khác gì là xử chết? Vậy biến bọn họ thành nô, cả đời làm nô. Hồng Hy Nhược mang thai con của Lý gia ta, muội muốn con cháu Lý gia cả đời làm nô sao? Như Nhi không có ý này. Như Nhi suy nghĩ thiếu thấu đáo. Nếu hai cách trên đều không được, vậy ít nhất cũng phải đưa bọn họ đến phủ nha xử lý theo lẽ công bằng, quan đường. Chuyện của công phủ, chuyện của nhà ta, con chưa tới lượt nha phủ quản, con chưa nhà chúng ta chưa đủ mất mặt sao? Muốn bắt tính toàn thành, đến xem chuyện cười của nhà chúng ta hay sao hả? Cô mẫu thứ tội, Như Nhi không phải có ý này. Như Nhi chỉ là quan tâm biểu ca, thực sự không nhẫn tâm nhìn thanh danh của biểu ca bị ô uế, nên mới nói năng thiếu cẩn trọng. Xin cô mẫu thứ tội, ý của biểu muội là một lòng suy nghĩ cho ta sao? Như Nhi từ nhỏ đã thân thiết với biểu ca, đương nhiên là luôn suy nghĩ cho biểu ca. Muội nếu suy nghĩ cho ta, vì sao sau khi biết thân thế của Hy Nhược không nói cho ta trước, mà lại giống giống khôi thiên nói loạn đến chỗ phụ thân mẫu thân?
Ta làm sao biết biểu ca có tin ta hay không? Đủ rồi Như Nhi, ta thấy con trước nay đều rất thận trọng, làm việc có chừng mực. Con điều tra phát giác chuyện này, ta xem như con quan tâm biểu ca. Nhưng bây giờ xem ra, con vì chuyện này mà không từ thủ đoạn, đến thể diện cao quý của Lý gia chúng ta cũng chẳng quan tâm. Con muốn làm đến cá chết lưới rách sao? Cô mẫu, Như Nhi thật sự không có ý này, xin cô mẫu thứ tội. Như Nhi tuổi trẻ không hiểu thế sự, không hiểu quan hệ lợi hại trong việc này, nhưng nó cũng có lòng tốt. Dù sao, chuyện của Hùng Hiên Nhược là chuyện lớn. Như Nhi chỉ là nhất thời nóng ruột thôi. Đại ca nói đúng, hôm nay chúng ta thẩm tra hai mẹ con kia, đâu phải Như Nhi. Như Nhi, lui ra đi. Cảm tạ cô phụ cô mẫu. Công gia bớt giận, chuyện này giao cho ta xử lý. Được. Thiếu phu nhân, không hay rồi, có chuyện rồi. Mẹ, thiếu phu nhân, mẹ, mẹ. Mẹ, thiếu phu nhân. Mẹ, mẹ, thiếu phu nhân. Mẹ, thiếu phu nhân. Hi Nhược sợ rằng sẽ tức giận một thời gian. Còn nhất định phải nhường nhịn nó. Bảo trọng. Ừ. Mẹ, 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 chàng làm gì đó? Ta muốn tìm mẹ ta. Không thể đi, không thể đi. Bỏ ta ra. Mẹ, đóng cửa, đóng cửa. Thiếu phu nhân, hãy bảo trọng. Mẹ, 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 bỏ ta ra, bỏ ta ra. Mẹ, vì sao chàng nhẫn tâm như vậy, không cho ta đi tiễn mẹ ta? Vì sao phải bắt bà ấy đi trong tủi nhục? Chàng bỏ ta ra. Từ nay về sau, nàng là thiếu phu nhân Lý phủ. Cuộc sống bên ngoài bức tường này không một chút liên quan nào tới nàng. Nhớ kỹ, nàng đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẫu thân nàng. Bà ấy không còn là mẹ nàng nữa. Vì sao chàng nhẫn tâm như vậy? Mẹ, mẹ, cô làm bộ dạng này cho ai xem? Đến lễ nghĩa cơ bản nhất cũng không có sao? Con chỉ đang đau lòng vì mẹ của mình. Cô còn dám gọi bà ta là mẹ? Bà ấy vốn là mẹ của con. Cô có cốt cách lắm. Ta để cô đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta là để bảo toàn cho cô. Cô đừng không biết điều. Mẫu thân, Hi Nhược cũng vừa mới biết tin, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Im miệng cho ta. Đều là chuyện tốt con làm. Còn đi giúp cô ta, cùng nhau lừa gạt phụ thân và ta, còn có mặt mũi cầu xin giúp cô ta. Tất cả đều là lỗi của con. Con
Hồng Hy Nhược, chỉ cần cô tự mình hứa với ta, sau này cắt đứt mọi quan hệ với người Nghệ Phường. Ở trên đời này, ngoài người Lý gia chúng ta, không còn bất cứ người thân nào. Ta với Công gia có thể bỏ qua chuyện cũ. Ta không còn gì để nói. Ta vẫn còn có mẹ, nhưng bị các người đuổi đi rồi. Bình thường chúng ta đối với cô không bạc, nghĩ cô là người chịu khổ gặp nạn. Cho dù cô với Bân Nhi không thành hôn, có con là chuyện không hợp lễ tắc. Chúng ta cũng không so đo, thật lòng thật dạ tiếp nhận cô. Nhưng cô luôn lừa gạt chúng ta, còn trách chúng ta nhẫn tâm chia rẽ mẹ con hai người. Mẹ nhận ta về Nghệ Quán, một tay nuôi lớn ta. Hồng Hy Nhược ta không thể không nhận mẹ của mình. Không bằng bây giờ các người đuổi ta ra khỏi phủ đi, cho ta với mẹ được đoàn tụ. Dù sao cũng không phải ta muốn làm thiếu phu nhân. Ta thật muốn nói cho các người, ta không chỉ nói dối mọi chuyện này. Hồng Hy Nhược, há có cái lý đó. Nói vậy ra, chúng ta luôn coi cô là người nhà, còn cô chưa từng coi mình là con dâu Lý Phủ. Là chúng ta đơn phương thương cô uổng công phải không? Mẫu thân bớt giận, khi Nhược chỉ nhất thời nóng giận, nàng ấy tuyệt đối phu nhân. Mẹ ta có ân nuôi dưỡng ta, ta không thể nào đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy. Nhưng ta thật sự đã nói dối, tội không thể tha. Tùy phu nhân xử trí, ta quyết không hai lời. Hy Nhược cam nguyện chịu phạt, tùy phu nhân xử trí. Được, vậy ta nhốt cô trong hàng thiết đường. Khi nào cô nghĩ thông suốt thì lúc đó sẽ thả ra. Mẫu thân, hàng thiết đường quanh năm để trống, đã lâu không tu sửa, lạnh lẽo quan du. Hy Nhược đang mang thai, thực sự không thể ở nơi đó. Chỉ vì con luôn nương chịu và che chở mới dưỡng tính xấu xa của cô ta. Ta nói cho con, nếu con còn tiếp tục bao che, bây giờ con lập tức bỏ cô ta, lấy một tiểu thư khuê tú đường hoàng cho ta. Người đông có, đưa cô ta xuống, nhốt vào hàng thiết đường. Dân Mai Hương, tỷ lui ra đi. Ta không ăn. Thiếu phu nhân, người đã cả ngày không ăn không uống, tiếp tục như thế cơ thể làm sao chống đỡ nổi. Không chịu nổi càng tốt. Thiếu phu nhân, người đừng nói lời chán nản như vậy. Đại công tử thực ra luôn quan tâm đến người, còn vì người đi cầu xin với công gia còn bị trách mắng thậm tệ. Người ít nhiều ăn một ít đi. Ban đầu không cho ta đi tiễn mẹ, bây giờ còn ở đây ra vẻ chịu tội thay ta. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đại công tử, thiếu phu nhân Mai Hương, người đi đi. Ta nói là ta không ăn. Ăn một ít đi, đừng đói hại người. Ta không cần chàng lo. Đi đi, ta không muốn gặp chàng.
Nhạc mẫu không muốn nhìn thấy nàng như thế này đâu. Chàng không xứng gọi bà ấy là nhạc mẫu. Hy Nhược, đây là cách duy nhất để ta giữ lại nàng ở Lý Phủ. Chê ta lớn lên ở Nghệ Quán, không nhận mẹ ta. Cách chàng giữ ta ở lại chính là muốn ta dông ân phụ nghĩa sao? Hy Nhược, xin lỗi. Nếu chàng thật sự thích ta thì hãy để ta đi, để ta về tìm mẹ ta. Ta chưa từng tận hiếu với bà ấy, cũng chưa từng để bà ấy được sống tốt một ngày. Bây giờ đã lớn tuổi rồi, còn phải chịu nhục nhã lớn đến vậy. Nhưng ta chỉ có thể ở đây trơ mắt nhìn bà ấy rời đi. Thậm chí đến một tiếng mẹ cũng không gọi được. Phụ thân mẫu thân chàng đối với ta như vậy chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn không tồn tại. Nếu ta nói cho họ ta vốn không có con, bọn họ liệu có thể cho ta rời phủ không? Có phải ta có thể rời xa Lý Phủ, quay về bên cạnh mẹ không? Không phải vì đứa trẻ, ít nhất ta không phải thế. Hy Nhược, ta khẩn cầu nàng, vì ta cố nhẫn nại đi. Nàng yên tâm, ta nhất định không để nàng mãi mãi cách xa nhạc mẫu đâu. Chỉ là bây giờ đang trong cơn đầu gió ngọn sóng, ta không thể đi cầu xin cho nàng về nhạc mẫu. Nếu không sẽ chỉ càng chọc giận phụ thân mẫu thân, kết quả ngược lại sẽ tương phản. Chỉ cần sóng gió này đi qua, ta lập tức đi dàn xếp. Phụ thân và mẫu thân không phải người không thấu tình đạt lý. Ta tin thời gian dài, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận nhạc mẫu. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Thật chứ? Hãy tin ta. Bẩm phu nhân, Mai Hương nói sau khi đại công tử đi, thiếu phu nhân cuối cùng đã ăn rồi, nhưng vẫn cả ngày rầu rĩ không vui. Hàn thiết đường lạnh lẽo u tối, ở lâu dài lão nô lo cho sức khỏe của thiếu phu nhân, sợ rằng người không chịu nổi. Vậy nó không có lời gì nhờ ngươi nói lại cho ta và lão gia sao? Không có. Không có. Thật là cứng đầu. Vậy nằm nó đi, lùi xuống. Dân. Này này này, ngươi bảo Mai Hương đi chuẩn bị ít đồ chống lạnh. Dân. Rồi chuẩn bị chút cơm canh nóng. Đi đi. Dân phu nhân, lão nô đi căn dặn ngay. Phu nhân thật đúng là người mềm lòng. Mềm lòng cái gì? Nếu nó còn tiếp tục cứng đầu, ta nhốt nó cả đời. Ta muốn xem xương của nó cứng hay là lòng ta cứng. Ta phiền gần chết rồi, chàng còn chơi cái thứ này. Phu nhân bớt bớt giận. Thực ra Hy Nhược cũng cố ý chọc giận nàng. Nàng nghĩ đi, mẹ của nó nhặt nó về, ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn. Loại ân tình này còn sâu sắc hơn cả mẹ đẻ. Đổi lại phu nhân bảo nàng ân đoạn nghĩa tuyệt với mẫu thân nàng, nàng có đồng ý không? Ta Hy Nhược nếu thực sự dông ân bội nghĩa, vì hưởng thụ vinh hoa phú quý, không quan tâm ân nghĩa, vậy thì nó mới không xứng làm người Lý Phủ của ta. Ừ, nhưng ta đã nói rồi, là nó cứng đầu cứng cổ không chịu cúi mình.
Thế làm sao? Muốn ta cúi đầu trước nó à? Vì mặt mũi của công phu, mặt mũi của người mẹ chồng này để đâu? Nào, phu nhân đừng nóng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện rồi cũng sẽ có chuyển biến. Chàng chỉ biết nói mấy câu vô ích này. Thế chàng nói ta biết, làm sao thẳng? Lẽ nào chàng muốn nó sinh ra con cái trong căn nhà đó sao? Phu nhân, đêm khuya rồi, không nên uống trà. Vậy chàng nói xem, chàng có ý gì hay? Ta nghe Bân Nhi nói, mẹ Hiên Nhược không chỉ thu nhận Hiên Nhược, còn thu nhận 7-8 cô nương. Một phu nhân không có trượng phu đỡ đần, ngậm đắng nuốt cay nuôi nhiều đứa trẻ như vậy, người như vậy có thể coi như hiếm gặp. Thật à? Nói vậy ra, người mẹ này thật đúng là nhân ái. Đương nhiên, trong thành dân giao có một phu nhân nhân từ trinh khiết như thế, Thanh là chủ thành, chúng ta cũng nên tuyên dương khen thưởng. Ý lão gia là ở trong thành tuyên dương việc làm tốt của bà ta. Không những tuyên dương, bản công gia còn muốn làm một cái bài phường để chữ là nhân ái trinh khiết, nhân từ nhân đức. Không những muốn các phu nhân phải noi theo, còn muốn cho các phú phương hào môn quan thần nhìn cho kỹ. Một nữ nhân nghèo khổ mà còn được thế, họ có mặt mũi gì mà ngồi trên cao không màng nỗi khổ của bách tính? Thành dân gia chúng ta mà có thêm nhiều người thích làm việc tốt như một phu nhân, thì không biết sẽ có bao nhiêu cô nhi ăn mày không phải sầu khổ, bách tính yên bình. Lão già nói quá đúng. Công phụ chúng ta đứng đầu quan quản dân giao, tấm gương cho dạng nhân, nên đi đầu. Này, lão gia, hay là chúng ta sắp xếp vài trại trẻ chuyên nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi, chàng thấy sao? Tốt quá, chuyện này giao cho phu nhân lo liệu. Ta vẫn thấy hơi lo. Chàng xem, mẹ con bé xuất thân từ nghệ phường, chúng ta công khai khen ngợi, liệu có bị người ta chỉ trích? Chính vì bà ấy xuất thân nghệ phường, cho nên mới thấy công phụ chúng ta có phong thái đối đãi công bằng. Vừa hay cũng làm an lòng Hi Nhược. Nếu nó biết chúng ta không phạt mẹ nó mà còn khen thưởng, thì nó sẽ mềm mỏng thôi. Ôi, xem ra lão gia vì an ủi con dâu mà tốn công ghê. Ta chỉ muốn dẹp đi chuyện phiền lòng của phu nhân thôi. Ta làm vậy đương nhiên là vì phu nhân, vì danh tiếng của Lý Phủ và bách tính dân gian. Đó gọi là diện cả đôi đường, một mũi tên trúng hai đích. Đúng là mấy lời hay đều bị chàng nói hết rồi. Lão gia, đêm khuya không nên uống trà. Tống tiểu thư, tiểu thư đừng chơi nữa, đây là Lý Phủ không phải Tống gia. Chính vì là Lý Phủ nên mới thế. Vị công tử về rồi. Dân ở đâu? Vừa bước vào phủ đi. Đó là vị công tử Lý Phủ à? Đúng ạ. Phong độ ngời ngời, tuấn tú bất phàm. Vị công tử, cuối cùng cậu cũng về. Thế nào? Đột nhiên về, mẫu thân không kịp chuẩn bị đánh ta à? Vị công tử đừng đùa với lão nô, giờ phu nhân làm gì có tâm trạng đánh cậu đang rầu rĩ. Xảy ra chuyện gì thế? Thì vì mấy hôm trước huyện thiếu phu nhân xuất thân nghệ quán bị phát hiện, nhưng thiếu phu nhân không chịu nhận lỗi. Cậu cũng rõ tính của phu nhân. Chuyện này không phải nói hắn mặt liệt à? Nô tiền nghe nói vị công tử Lý gia tiêu sái phóng khoáng, tài hoa hơn người, được gọi là đệ nhất mỹ nam ở dân gian. Vậy sao không nói ta biết sớm? Chút nữa ta đã bỏ lỡ đệ nhất mỹ nam này. Hiện giờ phu nhân vừa xót vừa hối hận, đang rầu lắm.
Thiếu phu nhân bị nhốt, không chỉ là bị nhốt, suốt 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì. Tiếp tục thế này, hay là cơ thể thiếu phu nhân không chịu nổi. Này, nhị công tử đi rồi. Mẹ cô nói, từ sau khi láng giềng biết bà ấy vào Lý phủ, việc làm ăn của Dân Chiêu Nghệ Quán tốt lắm. Bây giờ các cô nương của Dân Chiêu Nghệ Quán đều đeo trang sức vàng bạc. Bà ấy cũng vui mừng, cười không khép nổi miệng. Ta đi nhờ mẹ cô nấu canh đầu cá. Bà ấy còn chê, cứ đuổi ta đi. Ta cứ xin mãi, một lúc lâu bà ấy mới đồng ý xuống bếp. Canh đầu cá của dì sư thật sự khó ăn mới có được. Cảm ơn sư phụ. Ăn lúc còn nóng đi. Đừng uổng công dì sư và mẹ cô bận rộn. Ăn xong thì dì sư dẻ cùng cô. Được. Giờ bị nhốt ở đây, hình như trừ vẽ tranh ra cũng không làm được chuyện gì khác. Mẫu thân ta là người cứng miệng nhưng mềm lòng. Chỉ cần cô chịu hạ mình, bà ấy sẽ thả cô ra. Tuy ta không phải con ruột của mẹ, nhưng bà ấy nuôi ta lớn. Mạng của ta là mẹ nhặt về. Tính mẹ cứng rắn, chưa bao giờ cúi đầu trước ai. Nhưng mà do ta nói dối khiến bà ấy chịu ấm ức thế kia. Bây giờ ta không những không có cách làm gì được cho bà ấy, mà còn phải rủ sạch quan hệ với bà ấy. Sư phụ, ta không làm được. Đồ đệ ngốc. Sư phụ, nếu ta vẫn muốn rời khỏi Lý phủ, người có đưa ta đi không? Nếu cô muốn đi thật, ta sẵn lòng đưa cô đi. Đây cũng là giao hẹn ban đầu của chúng ta. Nhưng bây giờ cô đã là thê tử của đại ca ta. Đúng vậy, ta vốn chỉ là một nha đầu kiếm sống ở ngõ hẻm dân gian. Tuy rằng phải sống thắt lưng buộc bụng, nhưng mà vẫn tự do tự tại. Nhưng tại sao ta lại vào Lý phủ, lại gặp Lý Hoàng Bân? Buồn bã chỉ là nhất thời. Đại ca ta là người đáng để phó thác cả đời. Nhưng tại sao hắn lại sinh ra ở Lý phủ? Hùng Hy Nhược, duyên phận nằm ở trời. Thích ai bỏ lỡ ai đều đã được định sẵn. Cô và đại ca ta có duyên phận thì có trốn cũng không trốn được. Thế thì nước tới đâu nhảy tới đó. Cứ im lặng thì có ích gì? Đúng là sư phụ nhìn thấu. Nào, tham kiến công tử. Thiếu phu nhân sao rồi? Thiếu phu nhân, cảm ơn sư phụ. Đầu cá này dễ đẹp thật. Lần sau ta sẽ mang tiếp cho cô. Bảo đừng dễ lung tung rồi. Được được, lần sau ta muốn ăn 2 con. Được. Lâu lắm không thấy thiếu phu nhân cười vui vẻ như vậy. Đại ca, đệ về rồi à? Đã lâu không gặp. Về mà không thăm cha mẹ trước, cũng không báo huynh trưởng, mà lại đến thăm tẩu tẩu. Đệ đệ làm thế không hợp lễ nghĩa. Huynh ép đồ đệ của đệ đến nước này, người làm sư phụ không thể đến cứu sao?
Lý Hoàng Bân ơi, Lý Hoàng Bân, rốt cuộc huynh đã làm gì cô ấy? Ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Nếu không phải huynh dùng hôn nhân giả, mang thai giả trói buộc cô ấy, thì sao lại gây ra những chuyện này? Cô ấy sao lại đau lòng thế này được? Huynh chỉ nghĩ phải làm sao để giữ cô ấy bên cạnh. Huynh có nghĩ phải làm sao để cô ấy vui không? Lý Hoàng Bân, huynh đừng quên năm xưa Khả Nhi chết thế nào. Không ngờ huynh lại không nói được gì. Tốt với cô ấy, cô ấy không thể xa huynh được đâu. Hồng Quang, không phải huynh nói Lý Tam Gia huynh học rộng biết nhiều, kiến thức uyên bác à? Sao lớn tuổi rồi còn học thiên văn tự thế? Không phải học, luyện chữ thôi. Hơn nữa, không phải tại cô làm bại lộ chuyện vẽ tranh thì sao ta lại bị tiên sinh phạt chép chứ? Huynh lại còn trách ta. Hồi đầu là huynh kéo ta cùng phản hùng, kết quả thì sao? Hại ta nhảy xuống nước cứu người, cuối cùng còn bị hoảng sợ. Hiện mà Lý Tâm Gia ta không làm được, lại là Đới Như Nhi, cô gái xấu xa đó làm được. Sớm biết như thế, thà ngồi yên quan sát, tốn công ghê. Với cả cháu trai ta cũng ngốc thật, lời nói dối của cô ta đã bị sơ hở cỡ đó rồi mà còn không bỏ. Đúng rồi, hôm nay cô đến tìm ta có phải là có kế sách phản hùng gì không? Phản hùng gì chứ? Vậy hôm nay cô đến nói chuyện giải sầu với ta à? Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi huynh. Cô thì có chuyện gì quan trọng? Quan trọng cỡ nào? Chung thân đại sự của ta có quan trọng chưa nào? Cô muốn hỏi ta về chung thân đại sự của cô à? Ừ. Vậy cô muốn hỏi thì hỏi đi. Huynh, ta, cháu hai của huynh thích cô gái thế nào? Cháu hai ta. Đúng vậy.
Cô đang hỏi ta mà. Thì đang hỏi huynh đó. Đừng nói là cô lại thích nó đấy nhé. Có gì không được? Ta vốn đến để bàn hôn sự. Nam nhi của Lý gia, lẽ nào không cho ta chọn sao? Ta nghe nói Lý Hoàng Dục là đệ nhất mỹ nam dân giao, với cả vẻ rất giỏi, là tình lang trong mộng của các cô gái ở dân giao. Nam nhân tốt như vậy, sao hồi đầu ta không nhận ra? Thế mà lại thích đại công tử đầu gỗ kia. May mà trời có mắt để hắn cưới Hồng Hy Nhược, không thì sẽ lãng phí mối nhân duyên tốt của ta với vị công tử. Này, sau này ta sẽ tu tâm dưỡng tính, luyện bút mực. Như thế sau khi thành hôn, chúng ta có thể cùng chung tay vẽ tranh ân ái đến bạc đầu, đồ hai lòng. Còn muốn luyện bút mực, viết chữ mà còn như vẽ bùa chú, cháu hai của ta sẽ không thích cô đâu. Nói bậy. Quý nữ nhà giàu, xinh đẹp động lòng người như ta, sao huynh ấy không thích được? Huynh nói xem, huynh ấy thích cô gái thế nào? Kiểu gì nó cũng thích. Vậy sao huynh ấy không thành thân với ta được? Nó chỉ muốn ngắm hết gái trong thiên hạ, sao cam lòng để một cô gái trói buộc cả đời? Ta khuyên cô từ bỏ con đường cục, là cháu hai ta đi, quay lại con đường đúng là phản đối Hồng Hy Nhược. Cô ta làm sai còn không xin lỗi huynh trưởng, chắc chắn có vấn đề. Chỉ bằng cô cùng ta đến Hán Thiết Đường dạy dỗ cô ta một trận. Giờ ta không có hứng. Cô hội diễn võ dương oai tốt thế mà cô không đi à? Thôi không giúp ta thì thôi, ta để viết thư cho phụ thân, để ông ấy làm chủ cho ta. Này, Tam gia, mệt rồi à? Uống trà đi. Mẹ ơi, xin lỗi. Sao người ở đây? Xin lỗi. Quả táo. Ngươi muốn ăn táo thì đừng đòi ta. Muốn ăn táo thì đòi chủ nhân của ngươi đi. Bồn quá. Xin lỗi, quả táo. Ta không có táo. Tiểu tiện nhân. Táo. Này, ngươi đến xin lỗi hay là đến chửi ta? Chim ngốc, ngươi ngốc. Tiểu tiện nhân, ngươi còn chửi ta thì sẽ không có táo ăn thật đó. Tiểu tiện nhân. Táo, mỹ nhân. Xin lỗi, mỹ nhân. Xin lỗi. Cảm ơn. Biểu tẩu, Nhi Nhi đến thăm tẩu đây. Ôi, sao biểu tẩu lại bị nhốt ở nơi thế này? Cô mẫu nhẫn tâm quá. Cô đi ra đi. Này biểu tẩu còn muốn sai bảo ai thế? Giờ tẩu là kẻ bị giam cầm, sao dám đuổi ta ra?
hay là biểu tẩu đã coi căn phòng nát này là nhà mới của mình nên ra lệnh đuổi khách. Thế thì sao? Mời cô đi ra. Ta đến có ý tốt khuyên bảo biểu tẩu. Nhân viên không môn đăng hộ đối, ắt sẽ không có kết quả tốt. Này tẩu chịu khổ ở đây thì thôi đi, còn hại biểu ca ta suýt nữa dính vào mạng người. Cần gì khổ thế, chi bằng sớm kết thúc đi. Dính vào mạng người là sao? Ôi, mẹ tẩu giờ đã nhặt lại cái mạng, nhưng biểu ca ta vẫn không chấp nhận bà ta. Cũng không biết sau này bà ta có yên ổn được không. Cô nói gì? Nói rõ đi. Hôm đó ở Kiến Dương đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, biểu tẩu chưa biết à? Hôm đó mẹ tẩu bị thẩm vấn ở Kiến Dương đường, biểu ca vì bảo vệ tẩu mà muốn đánh chết mẹ tẩu ngay đó. Nếu không phải cô phụ cô mẫu ta cản lại, nghĩ cách để tẩu và mẹ cắt đứt quan hệ, thì mẹ tẩu bây giờ đã thành vong hồn dưới gậy biểu ca ta rồi. Cô nói gì? Biểu tẩu cần gì kinh ngạc thế? Mẹ tẩu xuất thân thấp hèn, biểu ca ta lại cao quý, sao có thể nhận mẹ tẩu làm nhạc mẫu? Vì thủ đoạn tàn nhẫn của biểu ca ta, đương nhiên phải đánh chết. Cô nói bậy. Hắn rất tốt với mẹ ta. Ôi biểu tẩu à, nói tẩu là kẻ lừa gạt thì lại có nét ngây thơ. Biểu ca ta ở trước mặt tẩu đương nhiên phải dỗ dành tẩu rồi. Nhưng biểu ca ta đường đường là đích chủ tử của công phủ, là an công tương lai. Quỳnh ấy chấp nhận xuất thân thấp hèn của tẩu, nhưng sao có thể chấp nhận nhạc mẫu thấp hèn thế kia được? Nếu không phải cô phụ cô mẫu ta thấy mẹ tẩu đáng thương khai ân, thì sao mẹ tẩu sống được đến hôm nay? Ta khuyên tẩu một câu, giờ biểu ca ta có thể dỗ dành tẩu, nhẫn nhịn tẩu, nhưng vẫn để tâm đến xuất thân của tẩu. Cần phu quân hay cần mẹ thì e là biểu tẩu chỉ được chọn một. Ta có ý tốt đến nhắc tẩu. Biểu tẩu, nghĩ cho kỹ đi nha.